Cái tay nhỏ nha. Đâu? Quấn rồi đi. Quấn rồi tôi biết đâu. Quay đẹp không? Coi thằng cái tay nó nhỏ xíp cái hầm lên. Giờ ra coi cha. Hãy xíp cái hấp. Quấn rồi xong xíp. Có đẩy không? Không có đẩy không? Cái này nó chữ ỉ á. Cái giò đạp xuống cái giò luôn. Dài kìa. Cái tay quấn gì sao mở được, mở thức luôn. Quấn vô đầu bánh tét sao mở. Kéo nó xuống ra. Kéo bàn tay. Cái chỉnh bàn tay. Tính mở bàn tay chỉ á. Gì cái? Trả tiền 3 viên. Mấy gì? 3 viên. Viên 23 ngàn. Trả 25 ngàn, 3 viên 45 ngàn. 3 viên. 3 viên là 6 ngàn. Sáng tính không mua rồi đó. Sao? Mắc quá. Viên nhiều. Viên 23 ngàn. Còn không? 23 ngàn, đột viên 23. Viên nhé hai. Gì? Dạ, Kiên xin mến chào tất cả cô chú anh chị đã quan tâm và theo dõi kênh của gia đình nhà Táo nha. Thì hiện tại thì bầu với em bé đang nằm. Xin kính chúc cho tất cả quý bà con trong nước và ngoài nước nha. Được dồi dào sức khỏe nha. Bầu của nay cũng hơi khỏe hơn nè. Bé giờ này đang ngủ ha. Để khỏe hả bầu? Khỏe mà đau. Xui. Ngủ mà thấy kinh. Trong bọc á, trong bọc á. Mình lấy ra rồi. Trong bọc, tôi có lấy trong bọc không? Không, mình còn viên ngoài đó. Thì trong bọc hiện giờ còn 4 viên đó. Trong bọc còn 7 viên đúng không? Ở ngoài viên 8 viên. Chở lộn rồi mình lo sao nữa. Không không không, bác sĩ dặn là 6 tiếng, 6 tiếng mới nhét một lần. 6 tiếng nhét lần thôi là đau, nhét đau là nhét mẹ. Không phải. Nói rồi mà thí dụ bác sĩ nói là còn đau thì mua thuốc nhét nữa. Mới nó nhặt mình đó. Không phải đau là nhét. Không phải đau là thật luôn. Vậy là 2 ngày nữa là có gì rồi xong rồi. Để mà sức qua nằm. Chị sao? 20 ngàn, ngàn người khác đi làm cũng nghe được. Đóng cái người mình nằm. Dùm tướng mà bầu này nằm đẹp ghê. Những thiên đồ ngủ. Cứ đụng bác sĩ tới khám rồi mình hỏi là khám lại ai khám nay giò mềm chưa
Mềm không? Ngày bữa á, mới mà. Đừng đụng để nó xỉ được. Ngủ về mặt thấy cưng quá ha. Giống như gan mà bầu 4.0 luôn. Thì hiện tại thì mình sinh mổ thì 7 ngày mới về cả nhà. Thì Tiên cũng rất là cảm động với bà con đã dành cái tình thương cho gia đình Táo. Mình có lời nào muốn nói với một người? Cảm ơn mọi người quân của bác và trong nước ngoài nước của Tư, của Nga, anh Thảo mình lắp thời gian qua giúp đỡ gia đình của em, rất cảm ơn nhiều. Bữa nay là 2 ngày ha. Một à. Một ngày hả? Ngày qua là mình tính. Dạ, ngày hôm qua là mình tính luôn chứ? Không. Sao không tính? Ngày qua là mình không tính. Gì hả? Bữa nay ngày. Bữa nay thứ mấy ta? Bữa nay thứ mấy? Biết. Một tay á. Một tay, hai tay, ba tay, bốn tay, năm tay, sáu tay, bảy tay giờ. Mới nhỏ rồi chứ. Mình vẽ là tích như vậy luôn. Chỉ vẽ là xin bác sĩ quay về. Giờ mặt ngủ thấy cưng. Nó tính đi giờ chạy xe em ba về. Để xe em ba về. Con Trang nó gầm rồi, nó Trang đi. Mình sao trở về. Thì Tiên cũng xin phép bà con được kết thúc video tại đây nha. Xin chân thành mà cảm ơn tất cả quý bà con trong nước và ngoài nước đã quan tâm và ủng hộ kênh của gia đình nhà Táo. Thì cũng xin chân thành cảm ơn anh Thảo Vlog 1990 cùng với Mạnh Thường Quân nha. Xin mến chào tất cả quý chú anh chị nha.